Giá tổng hợp những siêu phẩm xe tải cũ chất lượng 5 tấn, 7 tấn và những dòng xe tải nhỏ cho các bác. Và xin chào tất cả quý vị các bạn, tôi là Giỏi Nó Tu nha. Và hôm nay em sẽ báo giá tổng hợp những sản phẩm xe tải cũ chất lượng đang có mặt tại salon gần cuối tuần cho các bác tham khảo nha. Thì đây đều là những sản phẩm chất lượng, xe cam kết không đâm đụng, ngập nước các bác nhá. Đã về đến salon là đều được tuyển chọn hết rồi. Nên xe đều là xe đẹp, xe chất thôi các bác nhá. Nên các bác cực kỳ yên tâm về chất lượng, chỉ bàn về giá thôi. Đây, thì em sẽ đi quay lần lượt chi tiết cho bác xem nhá. Thì đầu tiên trước mắt các bác là hai em Hyundai. Thì dòng Hyundai em đang còn là những dòng 5 tấn nâng tải. Đầu tiên ở ngoài đây là một em H88 lưu thành coi nhá. Em này đời 2016 và đang một giá là 520 triệu. Xe đẹp, một dàn lốp mới vừa thay luôn, khám dài. Em này điều hòa lốp sàn đầy đủ hết coi nhá. Em này về là các bác chỉ muốn chạy thôi à, không còn gì để bàn cãi đâu. Em này xe rất là đẹp luôn. Hoặc là mà theo dõi những clip, những video tại kênh của em thì cũng sẽ biết đến em này trong một vài video gần đây. Đấy. Thì em này còn rất là đẹp con nha. Đời 2016, tải trọng là 5 tấn 1. Màu xanh, không giọt sơn ngoài các bác nha. Sơn di toàn xe. Đấy, bác làm có thiện chí có thể alo cho em nha. HD88 đời 2016 đang có giá là 520 triệu. Tiếp theo, cạnh bên em nó thì làm cũng một sản phẩm 5 tấn nhưng mà của Taco các bác nhá. Đó là chiếc HD500. Đấy, đời 2016 các bác nhá, tải trọng là 5 tấn. Đây, em này thì cũng còn rất là đẹp luôn. Điều hòa lốp sàn đầy đủ hết rồi. Xe là đều không đâm đụng ngập nước các bác nhá. Nói chung Hyundai đời cao, những dòng 16, 17 này thì không phải xem nhiều về chất xe. Chất xe thì em nào cũng thấy thôi, rất là đẹp. Đây, bác xem qua nội thất này. Dòng này thì các bác thiện chí là chỉ được bàn về giá thôi, nên nó phù hợp với công việc thì chả phải xem, chả phải bàn nhiều, kết là múc thôi các bác nha. Đấy, bác làm thấy em nó phù hợp với công việc của mình có thể alo ngay số điện thoại bên em trên màn hình các bác nha, hoặc có thể xuống trực tiếp salon nhà em tại Từ Hồ Yên Mỹ Hưng Yên để tiện theo dõi cũng như là tham khảo trực tiếp những mẫu xe ở đây. Đấy, những phần gầm sàn thì các bác có thể thấy đấy, không hề mọt mẹt, mối mọt gì hết nha. Đấy, hiện tại thì dòng Hyundai thì em đang còn những sản phẩm này và một vài hôm nữa thì về những sản phẩm tiếp theo thì em sẽ quay cho bác sau các bác nha. Đấy, bác làm một chuyện thiện chí với cặp 5 tấn này thì có thể alo cho em nha. Tiếp theo thì em sẽ quay báo giá cho các bác những sản phẩm Olin. Những sản phẩm Olin từ 5 tấn, 4 tấn và những cái dòng TMT 6 tấn mà xe ấy các bác nhá. Các bác đang rất là tìm kiếm nhiều em TMT đấy. Thì em sẽ quay cho các bác. Thì đầu tiên trước mắt các bác là một em K200 đời 2018 nha. Em này thì chất như xe mới luôn, không phải bàn gì nhiều. Xe đẹp từ đầu đến chân và đang có giá là 325 triệu các bác nhá. Điều hòa lốp sàn đầy đủ hết rồi. Em này về là các bác chỉ chạy thôi, không phải làm một cái gì. Đấy, các bác có thể thấy lượng chất em nó như mới luôn. Với dòng máy điện này chạy như xe con các bác nhá. Hai bên thành thùng đã được ốp lốc rất là đẹp, sáng. Em này sàn ni lốp điều hòa đầy đủ hết coi nhá. Sàn ni lốc điều hòa đầy đủ hết này. Đấy, tất cả này. Em này không phải xem về chất xe đâu, xe đẹp từng con ốc luôn coi nhá. Vừa mới về salon hôm qua thôi. Chưa, có ăn gì chưa? Phần con ốc này rất là sáng và đẹp luôn.
đẹp như mới luôn. Bà nào mà thấy nó phù hợp với công việc của mình thì em này chỉ có xác định là múc thôi, không phải xem xe, bàn về xe nhiều. Bà nào thậm chí có thể xuống trực tiếp sau rồi nhà em để rước em nó về cơ nha. Nhà em làm trên trục đường Eco Bắc, chỗ từ Hồ Yên Mỹ nghe. Tiếp theo thì cạnh bên đây là một em siêu phẩm xe tải cũ tiếp theo. Đó là chiếc Thaco Lin 500 lưu các bác nhá. Cho bác nào chưa biết thì dòng này là đã lên động cơ Euro 4 đời 2019 các bác nhá, đời 2019. Chạy chuẩn 1 vạn xịn các bác nhá, thùng kín xe đẹp. Như mới luôn, em này thì như vừa nhà máy ra luôn. Đây. Đời 2019 xe chạy 1 vạn đây. Em này thì bác nào mà đang có nhu cầu tìm kiếm mua xe mới thì hãy quan tâm đến em này nhá. Mua em này thì vừa bớt cái tiền khấu hao đi, lên đến 100 triệu rồi các bác nhá. Nếu mua xe mới sẽ tranh nhau với em này 100 triệu. Em này thì chả khác gì xe mới à, tải trọng vào 5 tấn, máy điện nhá, xe thùng kín, chạy 1 vạn xịn. Và sẽ báo giá luôn các bác, em này đang có giá là 580 triệu các bác nhá. 380 triệu, xin lỗi các bác. Đấy, chỉ với 380 triệu thì các bác hoàn toàn có thể sở hữu những sản phẩm xe tải cũ mà nó đẹp, không khác gì xe mới cả. Mình mua xe mới thì vốn đầu tư nó cao, mà lại nó chỉ được như này thôi. Dàn lốp mới tinh các bác nhá. Đây, dàn lốp này mới tinh luôn. Xe rất là đẹp, chất. Bác nào còn chí có thể alo cho em nhá. Em này không phải bàn gì cả. Đây các bác nhìn cái chất xe, nhìn cái thành thùng biết xe mới, xe đẹp nhá. Tiếp theo thì cạnh bên đây là một em Mitsubishi nhá. Một em Mitsubishi đời 2013, tải trọng là 4 tấn, xe cũng là tải thùng kín nhá các bác nhá. Em này cũng còn rất là đẹp, khám dài đến tận tháng 2 năm 2021 các bác nhá. Khám dài, lốp còn đẹp, xe chất. Em này rất là đẹp, rất là chất các bác nhá. Và em sẽ báo giá luôn các bác, em này đang có giá là 405 triệu. Đấy. Một em biển Hà Nội 405 triệu nhá, Mitsubishi. Đã được trang bị điều hòa hết rồi, đầy đủ rồi. Về là các bác chỉ chạy đối với em này các bác nhá. Về phát là say lúa luôn, không phải là làm thêm gì cả, không phải chờ đợi gì cả. Em này cũng là một sản phẩm khá là đẹp đây các bác nhá. Đây các bác có thể thấy những phần nội thất bên trong còn rất là sáng này, rất là đẹp luôn. Phần tắp bị cửa cũng vậy. Đấy, phòng cửa rất là êm. Tiếp theo thì cạnh bên đây là một em Olin 45BA các bác nhá. Có chiều dài thùng là 5m77, tải trọng là 5 tấn, đời 2015. Và em này đang có giá là 260 triệu. Em này cũng là tải thùng kín luôn, cũng được trang bị điều hòa hết rồi. Em này thì về cũng chả phải làm gì cả. Nói chung là những dòng mà đã về tao lông nhà em đều là xe chất thôi, các bác yên tâm. Về là chỉ việc chạy hết, không phải làm gì cả, xe không đâm đụng ngập nước, bảo hành cho các bác luôn. Chỉ bàn về giá thôi, các bác thấy phù hợp là quất luôn. Đấy, em này có giá là 260 triệu các bác nhá. Tiếp theo thì là một sản phẩm cuối cùng để salon gần nó tu nhá. Thì em này là em TMT đời 2015 các bác nhá. Em này thì vừa mới về sơn cũng gửi hôm qua. Em này được trang bị điều hòa lót sàn đầy đủ. Đây cho bác xem này, em này thì đang có giá sẽ báo cho các bác luôn là 180 triệu các bác nhá. Có nào thiện chí có thể alo cho em.
tư vấn cũng như bàn bạc về giá cả trực tiếp nhá. Đấy, các bác thấy nội thất chưa? Dòng này, em này có tải trọng là 6 tấn các bác nhá. Đối với một dòng xe tàu có tải trọng cao 6 tấn và giá thành rẻ, ít vốn đầu tư thì đang được rất nhiều các bác nào mà mới khởi nghiệp kinh doanh quan tâm đến các bác nhá. Đấy, thì bác nào mà quan tâm đến em này thì có thể alo cho em sẽ tư vấn cho bác nhá. Đấy, 180 triệu sở hữu ngay. Xe tải cũ 6 tấn. Xe đẹp, máy chất, máy Isuzu các bác nhá. Chạy là ok luôn. Đấy, em này đang có giá là 180 triệu. Bác nào mà có yêu thích hoặc đang tìm kiếm em này thì có thể xuống trực tiếp Zalo với em nhá, hoặc điện ngay để số điện thoại bên trên màn hình. Đấy, rồi cho bác xem lại một lượt những sản phẩm xe tải cũ chất lượng đang có mặt tại bên em các bác nhá. Tất cả đều là những dòng xe mà phổ biến, phù hợp với các bác, giá thành vừa phải, hợp lý. Bác xuống đây thì đều lọc lá cho bác rất là nhiều. Rồi, vừa rồi em đã báo giá cho các bác những sản phẩm xe tải cũ chất lượng, từ những dòng Hyundai 5 tấn đến những dòng xe tải nhỏ Kia, dòng xe tải mới ra như K200 đây, hoặc là những sản phẩm Olin 5 tấn từ xe lướt, siêu lướt đến những dòng xe tải phổ biến thịnh hành. Đấy, bác nào có thiện chí mà thấy em nào phù hợp với công việc của mình có thể alo cho em nhá. Và nếu thấy hay hãy để lại cho em một like và một nút đăng ký để tiện theo dõi những sản phẩm xe tải cũ chất lượng nào mà tại salon bên em nhá. Còn bây giờ không làm mất thời gian cao nữa và cảm ơn các bác đã xem đến cuối video clip này. Chúc các bác ngày làm việc vui vẻ hiệu quả. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác nhá.